Sông Lam Nghệ An gặp câu lạc bộ Khánh Hòa, phải thắng. Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ phải quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này. Chiến thắng để bỏ xa đối thủ và rút ngắn khoảng cách với các đội bóng ở phía trên. Để có được chiến thắng trong trận cầu 6 điểm này, trước hết ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ phải có những liệu pháp tâm lý để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ. Trong những trận đấu gần đây, có cảm tưởng như các cầu thủ xứ Nghệ đang thi đấu với những đôi chân nặng trịch. Điều đó khiến cho lối đá của Sông Lam Nghệ An không có những mảng miếng hay định hình rõ rệt. Do đó, việc đả thông tư tưởng, các cầu thủ là nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ không chỉ ở trận đấu này, mà còn ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Một khó khăn nữa cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn là khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự. Với việc Mario Zedic đã phải nhận đủ 3 thẻ vàng thì đội bóng xứ Nghệ sẽ thiếu vắng trung vệ người Croatia ở trong trận đấu này. Điều này là thiệt thòi vô cùng lớn cho Sông Lam Nghệ An, bởi lẽ Mario Zedic là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất ở hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ Lê Văn Thành và Lê Nguyên Hoàng cũng không có được thể trạng tốt nhất, khiến cho khả năng ra sân ở trận đấu tới còn bỏ ngỏ. Với hàng thủ thủng lỗ chỗ như vậy, đội bóng xứ Nghệ chỉ có thể trông vào tài năng của thủ thành Nguyễn Văn Việt và kinh nghiệm của lão tướng Trần Đình Hoàng, nhất là khi Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối mặt với bộ đôi ngoại binh nhanh và khỏe của câu lạc bộ Khánh Hòa. Cả Douglas Coutinho và Lizard Landy đều đã có 3 bàn thắng ở mùa giải năm nay và là những niềm hy vọng của đội bóng phố biển trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt. Do đó, đây sẽ là một ngày làm việc đầy vất vả của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Không chỉ nỗi lo về hàng phòng ngự, tân huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An còn phải giải quyết bài toán hàng công. 5 trận đấu gần đây nhất, hàng công của đội bóng xứ Nghệ chỉ có được 1 bàn thắng, một con số đáng thất vọng. Michael Olaha, Phan Xuân Đại hay Trần Mạnh Quỳnh vẫn thi đấu khá nỗ lực nhưng sự đơn điệu trong các tình huống lên bóng khiến cho Sông Lam Nghệ An dễ dàng bị bắt bài. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi đội bóng xứ Nghệ đang thiếu đi một nhạc trưởng để phân phối bóng ở tuyến giữa. Niềm hy vọng Đinh Xuân Tiến đang mất dần sự tự tin sau án phạt và các chấn thương. Trong khi, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh còn quá trẻ để có thể cầm trịch trận đấu. Có thể nói, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cần phải có một cuộc cách mạng nơi tuyến giữa mới có thể giúp Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt hơn ở trong trận đấu này, cũng như phần còn lại của mùa giải. Gặp câu lạc bộ Khánh Hòa sẽ là cơ hội rất tốt để cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thử nghiệm những điều chỉnh đó. Câu lạc bộ Khánh Hòa đang trải qua chuỗi phong độ đáng thất vọng với 11 trận liên tiếp không biết đến mùi thắng lợi, trong đó có 4 trận thua liên tiếp. Điều này khiến cho đội bóng phố biển lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng V-League. Hàng thủ yếu kém là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích bết bát đó. Sau 18 trận đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Trọng Bình đã để thủng lưới 30 bàn. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, họ đã phải nhận đến 10 bàn thua. Do đó, trận đấu này sẽ là cơ hội để cho Michael Olaha và các đồng đội giải tỏa cơn hạn hán bàn thắng, qua đó đem về một kết quả có lợi cho đội nhà. Tuy vậy, Sông Lam Nghệ An không thể chủ quan ở trận đấu này, bởi lẽ đội bóng xứ Nghệ đã không thể thắng được câu lạc bộ Khánh Hòa trong 5 trận đấu gần đây nhất trên sân Vinh, 3 trận hòa, 2 trận thua. Cùng với đó là tâm lý không còn gì để mất trong trận chung kết ngược này sẽ khiến cho đội bóng phố biển trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Hy vọng rằng, đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, qua đó giành được kết quả tốt ở trận cầu 6 điểm. Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Khánh Hòa sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 5 trên sân vận động Vinh.